áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách Ngữ văn lớp 7, tập 2, bộ sách Cánh diều. Trong nội dung bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi soạn văn bản nghe xuồng Nam Bộ trong bài 10 thuộc kiểu văn bản thông tin. Chúng ta sẽ cùng cô đến với phần 1 trong bài học ngày hôm nay, đó chính là phần chuẩn bị. Các em sẽ cùng theo dõi vào trong yêu cầu sách giáo khoa trang 76. Em hãy xem lại phần kiến thức ngữ văn để chúng ta vận dụng kiến thức vào đọc hiểu văn bản nghe xuồng Nam Bộ. Và khi đọc văn bản thông tin này thì các em cần chú ý cho cô tìm hiểu một số câu hỏi như sau. Là văn bản triển khai theo cách nào và bố cục của văn bản chia gồm mấy phần và nội dung chính của mỗi phần là gì? Và người viết chia đối tượng thành mấy loại, có mỗi loại lớn, trong loại lớn có những loại nhỏ như thế nào? Và qua văn bản thì em hiểu thêm được gì về đối tượng được giới thiệu? Em cần đọc văn bản nghe xuồng Nam Bộ trước ở nhà để chúng ta tìm hiểu thông tin về các phương tiện ở trong văn bản này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi các phần kiến thức ngữ văn để vận dụng và đọc hiểu văn bản này. Và chúng ta xác định được đối tượng được giới thiệu ở trong văn bản này chính là các loại ghe, loại xuồng ở Nam Bộ. Và người viết chia đối tượng thành hai loại lớn là ghe và xuồng. Và trong mỗi loại lớn này đều phân chia thành các loại nhỏ. Và xuồng thì tác giả chia xuồng gồm xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng vỏ gòn, xuồng độc bộc, xuồng máy và rất nhiều các loại xuồng khác. Ở các loại ghe thì tác giả chia làm các loại ghe như là ghe bầu, ghe lồng, ghe chải, ghe cào tôm, ghe ngo, ghe hầu, ghe câu phú quốc, ghe cửa Bà Rịa, ghe lưới rừng Phước Hải. Và qua văn bản này thì chúng ta có thể hiểu thêm được sự đa dạng, sự phong phú của các loài ghe, các xuồng. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm là những phương tiện đi lại đặc trưng ở các người dân vùng miền nước ta, như là miền núi thì mọi người thường đi bộ, bởi vì các phương tiện giao thông ở trên đấy chưa thật sự là phong phú đa dạng, hoặc là có thể cưỡi ngựa, cưỡi voi. Ở đồng bằng thành phố thì mọi người sử dụng các phương tiện hiện đại hơn như là xe máy, ô tô, xe đạp. Ở vùng sông nước miền Tây thì mọi người dùng các loại phương tiện để di chuyển như là ghe, là xuồng, là bè, là thuyền. Và trong số những loại phương tiện đó thì chúng ta có thể dựa vào quan điểm cá nhân của mình, chúng ta có thể thích xe đạp nhất, bởi vì xe đạp nó vừa mang không khí không gây hại môi trường mà vừa tốt cho việc luyện tập thể dục thể thao hàng ngày của con người. Hoặc là chúng ta cũng có thể thích phương tiện cưỡi voi của người dân Tây Nguyên vì nó mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của nơi đây. Việc cưỡi voi đem đến những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn. Đó cũng có thể là những sở thích của chúng ta. Như vậy, chúng ta đã khép lại câu hỏi trong phần chuẩn bị. Chúng ta đến với phần 2 là phần nội dung. Đọc hiểu, văn bản nghe xuồng Nam Bộ đề cập đến sự đa dạng của các loài ghe xuồng ở Nam Bộ. Tác giả chỉ ra đặc điểm và tác dụng cụ thể của các loài ghe, loài xuồng Nam Bộ. Chúng ta sẽ cùng cô đi theo dõi vào câu hỏi trong phần giữa bài. Từ trang 77, chúng ta sẽ theo dõi vào câu hỏi số 1, trang 77. Phần 1 trong văn bản sẽ cho thấy bài viết triển khai ý tưởng và thông tin theo cách nào. Chúng ta cùng xác định như sau. Bài viết triển khai thông tin theo cách phân loại đối tượng thành nhiều loại nhỏ để giới thiệu và giải thích. Ví dụ như các loại ghe và loại xuồng lớn thì tác giả phân chia ra thành các loại ghe khác nhau và các loại xuồng khác nhau. Chúng ta tiếp theo đến câu hỏi số 2, trang 77. Trong phần 2 có mấy đối tượng được nhắc đến? Chúng ta xác định được trong phần 2 sẽ có 2 đối tượng được nhắc đến. Cô xin lỗi, sẽ có một đối tượng lớn là xuồng được nhắc đến trong phần 2 và xuồng, và có các đối tượng nhỏ như là xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng vỏ gòn, xuồng độc mộc và xuồng máy. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Cước chú y và hai y của văn bản là gì? Chúng ta xác định cước chú y là từ tam bản, cước chú hai y là từ chài. Từ tam bản xuất xứ ở tiếng Hoa có nghĩa là sampan, người Pháp phiên âm thành sampan. Đây chính là cước chú của tác giả. Từ chài xuất xứ từ tiếng bóc chài của người Triều Châu, Trung Quốc. Bóc có nghĩa là nhiều, chài có nghĩa là tải. Ghe chài là các loại ghe có sức tải lớn. Đó chính là hai cước chú trong văn bản. Chúng ta cần giải thích để hiểu rõ hơn nghĩa của chúng. Chúng ta tìm hiểu câu hỏi số 4. Phần 3 giới thiệu các loại phương tiện gì? Chú ý các loại nhỏ trong đó.
chúng ta sẽ cùng đọc kỹ phần 3 của văn bản. Chúng ta xác định được trong phần 3, tác giả giới thiệu về loại phương tiện ghe và các loại nhỏ như là ghe bầu, ghe lồng, ghe chải, ghe cào tôm, ghe ngo, ghe hầu, ghe câu Phú Quốc, ghe cửa Bà Rịa, hoặc là có thể là ghe lưới rừng Phước Hải và còn rất nhiều các loại ghe khác. Chúng ta tìm hiểu đến câu hỏi số 5 trong phần này. Trang 78. Ở đoạn này, người viết triển khai thông tin theo cách phân loại nào? Chúng ta xác định được rằng, ở đoạn này, trong trang 78, người viết triển khai thông tin theo cách phân loại đối tượng để dễ dàng hình dung về đối tượng, giới thiệu về đối tượng một cách rõ ràng hơn. Chúng ta tìm hiểu câu 6. Nội dung chính của phần 4 trong văn bản là gì? Chúng ta xác định được rằng, trong phần 4, tác giả nêu lên giá trị của các loài ghe xuồng với kinh tế và văn hóa của người dân Nam Bộ. Tiếp theo, chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng trong phần trả lời câu hỏi giữa bài là câu hỏi số 7. Các tài liệu tham khảo được tác giả sắp xếp theo thứ tự như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm đọc các tài liệu tham khảo ở trong bài viết này. Chúng ta xác định được các tài liệu tham khảo được tác giả viết theo thứ tự từ tham khảo nhiều đến tham khảo ít. Đó chính là cách tác giả giới thiệu các tài liệu. Chúng ta sẽ cùng cô đến với phần trả lời những câu hỏi cuối bài từ trang 79. Câu hỏi số 1 có yêu cầu như sau. Em hãy xác định bố cục của văn bản ghe xuồng Nam Bộ, nêu nội dung chính của mỗi phần trong văn bản. Đọc kỹ văn bản, chúng ta xác định được những nội dung chính được chia làm 4 đoạn. Đoạn 1, chúng ta sẽ dùng bút để chia vào trong sách giáo khoa của mình, là từ đầu đến chia thành nhiều loại. Ở đây, nội dung chính là sự đa dạng của các loài ghe xuồng ở Nam Bộ. Đoạn số 2 là tiếp theo đến trong giới thương hồ, là tác giả đang giới thiệu các loại xuồng và đặc điểm của từng loại. Đoạn số 3 là đoạn tiếp theo đến bình đại, bến tre đóng, tác giả giới thiệu các loại ghe và đặc điểm của từng loại. Và đoạn 4 là phần còn lại là giá trị của các loại ghe, xuồng đối với kinh tế và văn hóa của người dân Nam Bộ. Đó chính là bố cục của văn bản ngày hôm nay. Chúng ta tìm hiểu tiếp câu hỏi số 2 là mục đích của văn bản là gì? Các nội dung trình bày trong văn bản ghe xuồng Nam Bộ đã làm sáng tỏ mục đích ấy như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định mục đích của văn bản. Đọc văn bản thông tin thì đa số nội dung chính nó nằm ở nhan đề. Ghe xuồng Nam Bộ ở đây, mục đích của tác giả là giới thiệu đến các loài ghe xuồng ở Nam Bộ. Các nội dung trình bày trong văn bản đã làm sáng tỏ mục đích ấy từ khái quát đến cụ thể. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết hơn từ câu hỏi số 3. Là người viết đã chọn cách nào để triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản, chỉ ra những biểu hiện cụ thể và hiệu quả của cách triển khai ấy. Chúng ta sẽ cùng theo dõi vào phần gợi ý của cô như sau. Để triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản, người viết đã chọn cách phân loại đối tượng thành các loại nhỏ để giới thiệu và giải thích đầy đủ hơn. Cô ví dụ như sau. Ở phần 3 thì tác giả giới thiệu về các phương tiện ghe và tiếp đến là tác giả giới thiệu chi tiết hơn, phân loại thành các loại ghe nhỏ như là ghe bầu, ghe lồng, ghe chải, ghe cào tôm và vân vân. Và chúng ta nhận xét được rằng hiệu quả của cách triển khai này sẽ giúp người đọc dễ nhớ, dễ hiểu và hiểu được những nội dung văn bản đề cập, mà cụ thể ở đây đó là phương tiện ghe và xuồng ở trong văn bản. Đây chính là nội dung chính mà văn bản đề cập. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang câu hỏi số 4 trang 79. Cước chú tam bản, chài và các tài liệu tham khảo trong văn bản có mục đích gì? Em có cần chú thích thêm những từ ngữ, ký hiệu nào khác trong văn bản không? Câu hỏi này mang tính chất giải thích nghĩa những từ khó, những từ chưa hiểu ở trong văn bản. Chúng ta xác định được rằng các cước chú như là tam bản, chài là tài liệu tham khảo trong văn bản có mục đích giải thích từ khó, làm rõ hơn các thông tin trình bày trong văn bản. Và chúng ta nhận xét được các tài liệu tham khảo mục đích đã làm rõ ràng thông tin mà văn bản đã đưa ra. Và theo em, chúng ta có cần cước chú thêm những từ ngữ ký hiệu khác ở trong văn bản để nội dung được rõ ràng và cụ thể hơn? Chúng ta tìm hiểu đến câu hỏi số 5 trang 79. Qua văn bản, em có nhận xét gì về ghe xuồng nói riêng và các phương tiện đi lại ở Nam Bộ nói chung? Chúng ta có thể đi đến một nhận xét như sau. Qua văn bản, chúng ta thấy được rằng em thấy các loại ghe xuồng cũng như các loại phương tiện đi lại ở Nam Bộ rất là đa dạng và phong phú về nhiều loại với các chức năng và mục đích khác nhau. Chúng vừa có những công dụng và giá trị cho đời sống hàng ngày, lại vừa góp phần làm nên văn hóa truyền thống nơi đây. Đó chính là tác dụng của việc miêu tả các phương tiện đi lại ở Nam Bộ. Chúng ta tìm hiểu câu hỏi số 6. Em hãy tìm hiểu thêm về từ nhiều nguồn thông tin khác nhau để nêu một số nét thay đổi về phương tiện vận chuyển đi lại hiện nay của vùng sông nước Nam Bộ. Chúng ta sẽ dựa trên những kênh báo đài, những hình ảnh mà chúng ta có thể theo dõi ở vô tuyến để chúng ta trả lời như sau.
Hiện nay, người dân Nam Bộ đã sử dụng thêm một số các loại phương tiện hiện đại như là mô tô, xuồng, gắn máy để phục vụ cho sinh hoạt và đời sống lao động. Một số loại phương tiện này đã di chuyển hiện đại hơn, giúp người dân chúng ta có thể cải thiện cuộc sống cũng như là di chuyển được nhanh hơn và thuận lợi hơn. Câu hỏi số 6 đã khép lại toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn và các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn và các em trong bài giảng tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.